Tôi tên là Gia Buôn, năm nay 60 tuổi rồi. Tôi từ nhỏ rất là đam mê cái nghề truyền thống dệt thổ cẩm của mình, học từ ông bà ngoại và mẹ tôi. Từ 10 tuổi tôi đã học, níu cứ dần dần rồi xong đến 20 tuổi tôi bắt đầu làm, vừa học may, vừa học dệt, tự học. Gia đình cũng rất là khó khăn, tôi cứ cố gắng làm mãi đến mãi bây giờ mà cũng có nhiều người biết đến, người ta tới học, tới hỏi, rồi lại mua hàng. Tôi rất muốn giữ sắc đẹp truyền thống của dân tộc mình để mà phát triển hơn. Hồi xưa tôi 5-6 tuổi bị đau, đau xong rồi đi khám chưa không lành về nhà, bắt đầu nó bị liệt xong rồi đi, hồi đó năm 68 đi cũng tới Sài Gòn chữa không lành, mình phải đành chịu. Tôi cứ nghĩ là tôi không làm gì được nữa hơn trong cái cuộc đời của mình, rất là xấu hổ. Đến năm 78 cô mới học lại lớp 2, chân thì không có dép mà vẫn đi, đường thì khó đi mà cô vẫn đi, đi được hết rồi. Bắt đầu cô cứ nghĩ Chúa đã ban cho mình một cái cuộc đời như vậy là mình phải chịu, trời ban mình phải chịu. Mình cứ nghĩ như vậy, mình không bao giờ mình hối tiếc, buồn phiền, không bình thường như người ta. Mình cố gắng làm việc, cố gắng nuôi dạy con cháu. Cái nắng cái gió khắc nghiệt của vùng đất Đại Ngàn không thể cản bước người phụ nữ Ê Đê giàu nghị lực. Trên khắp các con đường của buôn làng đều đã in đậm dấu chân của bà Gia Buôn, đi tới từng nhà vận động bà con giữ lấy cái nghề truyền thống, tình nguyện dạy nghề cho những ai chưa biết. Tình yêu sâu sắc với đất nước, với dân tộc cứ thế thôi thúc bà phải tiếp tục bền bỉ, kiên trì trên hành trình gìn giữ và phát triển những văn hóa truyền thống quý báu. Cũng rất là khó khăn, tại vì mình đi bộ mà không có ai chở. Mình cứ đi từ nhà chị này chị nọ, rồi mình cố gắng đi thôi, mình quen đi rồi. Cứ đến nói với mọi người, mình không bao giờ bỏ cuộc cái nghề này. Cái nghề này là cái nghề truyền thống của mình. Mình phải truyền lại cho con em sau này để cho nó biết, đừng có bỏ. Ở trong buôn mình nhiều người cũng biết, hoặc là cho dệt cái khăn quàng cổ, hoặc là cho dệt cái túi. Lúc đấy thì mình cứ từ từ mình tự phát triển. Từ đó chị em cũng cải thiện được thu nhập của gia đình một phần nào. Song hành cùng những nỗ lực của bà Gia Buôn là sự quan tâm của chính quyền địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ. Từ đó, tổ hợp tác dệt thổ cẩm Buôn Kla đã được ra đời cách đây gần 3 năm. Với người tổ trưởng, dù khuyết tật nhưng luôn nhiệt huyết giữ lửa nghề truyền thống. Ngôi nhà nhỏ của bà cũng trở thành nơi gặp gỡ, nơi mà những người phụ nữ Ê Đê trở nên tự tin nhất. Chỗ nào không hiểu thì là hỏi bà Gia, tức là hướng dẫn cho mình làm theo. Họ đi du lịch ấy, thì thường là qua ghé bên Gia Gia thì là không có ai mua, thì là lấy cái tiền đó thì bắt đầu mình mua lại chỉ, mình làm tiếp, làm men thế này là cũng được 1,7 triệu, 1,8 triệu như vậy. Cái này là vừa xong rồi. Bên kinh tế này, rồi thì mình vẫn truyền thống của mình làm thì mai mốt thì mấy đứa cháu, mấy đứa con thì cũng làm theo, mà mình không bỏ được cái phần tục của mình thì học tập như thế là làm theo như Gia đấy. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, mình biết bảo tồn của dân tộc mình rất quan trọng và có ý nghĩa. Từ ngày thành lập cái tổ hợp tác dệt thổ cẩm tại Buôn Kla mình, dù có khó khăn đến mấy nhưng mà chị em vẫn cố gắng. Những cái gì chị em không hiểu phải có chị ra hướng dẫn chỉ bảo. Hoàn cảnh của chị rất khó khăn, cái chân này cũng bị khuyết tật. Cái hoàn cảnh gia đình với nuôi con cái một mình cũng vất vả, nhưng mà chị không bỏ cuộc, chị vẫn cố gắng thuyết phục công việc của mình vẫn ngày càng nó phát triển đi lên. Thường thường tôi làm á, cũng có chị em tới, ủa sao mà bà làm giỏi quá, hoặc hoa văn á, như hoa văn cái này là hoa văn nâng cao, ít người biết này, tự tôi làm này, rồi hoa văn ở đằng sau cũng vậy, tự mình sáng tạo, tự mình suy nghĩ, phải cố gắng,
đó mình làm việc này mình cố gắng nỗ lực để mà sau này cái cuộc đời của mình nó được phát triển hơn. Mình cũng không bao giờ mình nghĩ là mình khổ quá thì không bao giờ. Mình cứ ước mơ tương lai của mình sau này dù mình già mình phải làm cho bằng được. Mình cứ nghĩ là phải vượt lên chính mình cho nó bằng được. Lần đầu tiên được mặc trang phục của người phụ nữ ED thì chị Thanh cảm thấy thế nào ạ? Thanh cảm thấy giống như là mình đẹp như Hania vậy đó Mai ơi. Đùa vậy thôi, nhưng mà Thanh khi mà được mặc bộ đồ của người dân tộc ED, Thanh cảm thấy rằng là có rất là nhiều những công sức cũng như là rất là nhiều những chi tiết tỉ mỉ. Và chắc chắn là cô Hira Kapoor đã phải dành rất là nhiều thời gian để mà tạo ra được những tác phẩm như thế này. Nó không đơn thuần chỉ là một bộ đồ, Thanh cảm giác như là nó là cả một nền văn hóa, nó là rất là nhiều những mồ hôi, công sức của người dệt. Mình cảm thấy rất là trân trọng khi mình mặc bộ đồ này. Ngày xưa lúc mà cô bắt đầu tìm hiểu dệt rồi là học cách dệt thì không biết là có khó không cô? Cái dệt nghề truyền thống của mình rất là khó. Ai muốn học rất là lâu. Mà ai muốn phải kiên trì học cho biết rồi từng cái răng chỉ, từng cái xếp chỉ xong rồi mình làm hoa văn phải cần cù thì mới biết được. Mỗi lần mà Thanh đi tham dự những cái thách thức sức bền mà ở đấu trường quốc tế, Thanh cảm thấy rất là tự hào khi mà mình đem theo lá cờ, được cầm lá cờ để dương lên ở vạch đích. Với những lần mà Thanh được tiếp cận với những nét văn hóa đẹp như là văn hóa của người AD như này cũng cho Thanh một ý tưởng là không biết Thanh có thể đem theo một số những cái vật phẩm mà nó mang tính rất là tự trưng cho cái nền văn hóa rất là đa dạng, có bề dày lịch sử của mình. Ví dụ như là cái vòng mà Mai đang đeo chẳng hạn, hay là thậm chí là một cái chiếc khăn có hoa văn của người ED. Anh nghĩ là như vậy sẽ rất là hay và cũng là một cách để mình đại diện cho sự đa dạng của nền văn hóa Việt Nam. Và câu chuyện của cô Hờ Gia cùng với một chiếc khăn mang đậm văn hóa của người Tây Nguyên, nếu như được chị Thanh mang tới để kể cho bạn bè quốc tế thì chắc hẳn cũng là một câu chuyện rất là hay về tinh thần, về ý chí của người Việt chúng ta, đúng không ạ? Cô đã vượt qua tất cả, không những là cho bản thân mình một nghề mới mà cũng là một cách để duy trì nền văn hóa và cũng để cho cái nền văn hóa để nó tiếp tục được lan tỏa tới cộng đồng xung quanh. Thực sự là ngày hôm nay Thanh rất là cảm ơn cô đã cho Thanh có cơ hội mặc bộ váy này. Và ngày hôm nay thì Thanh Vũ xin phép được đại diện tập đoàn Tân Hiệp Phát. Thì đối với tập đoàn rất là ngưỡng mộ những tấm gương mà luôn luôn lan tỏa tình yêu thương, luôn luôn đem đến giá trị tích cực cho cộng đồng. Và với cái tinh thần không gì là không thể, thì ngày hôm nay Thanh xin phép được đại diện để tặng cô một chút món quà nho nhỏ để cô có thể tiếp tục lan tỏa cái tinh thần tích cực và làm nhiều việc tốt tới cộng đồng của mình. Tôi rất cảm ơn, không biết là bao nhiêu cảm ơn, rất chân thành cảm ơn. Xin gửi đến cô chiếc kỷ niệm chương của chương trình ạ. Chúc cô là sẽ sớm hoàn thành được cái mong muốn là có một gian hàng trưng bày những sản phẩm của hợp tác xã của mình cô nhé. Tôi xin cảm ơn